chương trình 24 giờ chuyển động trong phần đầu của 24 giờ chuyển động liên quan đến vụ nữ điều dưỡng bị người nhà bệnh nhân hành hung giám đốc bệnh viện nói gì đâu là các mánh khóe để thông thầu thổi giá trong hoạt động đấu thầu của các nhóm lợi ích đại biểu quốc hội đã chỉ ra năm chiêu trò lách luật phổ biến Việt Nam sắp có giống siêu bò cơ bắp nặng hơn một tấn mỗi con giải độc đắc 2 tỷ đô la đã tìm thấy chủ ở bang Đông người Việt tại Mỹ Xin chào quý thính giả, chúng ta vừa điểm qua những sự việc câu chuyện đáng chú ý sẽ có trong chương trình hôm nay. Bên cạnh đó còn có các thông tin nóng, những câu chuyện ý nghĩa và thú vị khác cũng sẽ được chúng tôi chia sẻ trong suốt 30 phút của chương trình. Chúng tôi là Ngự Bình và Tuyết Vân, chào mừng và trân trọng cảm ơn quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình 24 giờ chuyển động của đài phát thanh truyền hình Tây Ninh. Mở đầu là các thông tin nóng mà chương trình cập nhật trong 24 giờ qua. Tin nóng. Ngày 8 tháng 11, công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá đường dây buôn bán trái phép chất ma túy có quy mô lớn trên địa bàn do một đối tượng nữ cầm đầu. Đáng chú ý, đối tượng này đã từng bị tuyên án chung thân năm 2019 được hoãn thi hành án do nuôi con dưới 3 tuổi. Đối tượng nữ cầm đầu trong đường dây mua bán ma túy là Nguyễn Thị Thanh Thảo, sinh năm 1977, ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh. Qua công tác nắm tình hình trước đó, Ban giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Công an Quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh xác lập chuyên án nhằm triển khai đồng bộ lực lượng, biện pháp để đấu tranh triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn trên địa bàn thành phố. Đêm 7 tháng 1, Ban chuyên án của Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ Thảo và Trung Văn Phước, chồng của Thảo, khi hai đối tượng này đang lẫn trốn ở tỉnh Long An. Trong quá trình truy xét, mở rộng vụ án, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai và Công an tỉnh Long An truy bắt được vợ chồng Thảo và 6 đối tượng có liên quan. Trong chuyên án này, công an đã thu giữ tổng cộng 29 bánh heroin, khoảng 50 gram ketamin, thuốc lắc, một số lượng lớn tiền mặt và nhiều tăng vật có liên quan. Đội Cảnh sát Giao thông số 3 Công an tỉnh Bình Phước vừa thu giữ một chiếc xe máy cùng tăng vật là 1.000 bao thuốc lá ngoại. Đây là số tăng vật đối tượng nghi buôn lậu thuốc lá bỏ lại khi bị Cảnh sát Giao thông phát hiện truy đuổi. Theo đó, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến đường DT759 thuộc thôn 6, xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mọc, tỉnh Bình Phước, đội cảnh sát giao thông số 3 công an tỉnh Bình Phước phát hiện một thanh niên điều khiển xe máy biển số 93B1-23567 chở phía sau một thùng hàng được bao bên ngoài bằng ni lông màu xanh. Phát hiện tổ tuần tra, nam thanh niên đã bỏ lại xe máy cùng thùng hàng phía sau bỏ chạy thoát thân. Đội cảnh sát giao thông số 3 đã trình báo với công an xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập phối hợp tiến hành kiểm tra phương tiện và hàng hóa. Qua kiểm tra phát hiện trong bao bì bằng ni lông màu xanh có hai bao tải màu vàng, có chứa 50 cây thuốc, mỗi cây thuốc có 10 bao nhãn hiệu Jet và 50 cây thuốc nhãn hiệu Hero. Tổng 1.000 bao thuốc còn nguyên cây, nguyên bao bì. Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ xe máy cùng tăng vật để điều tra làm rõ. Công an huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Vũ Văn Tùng, sinh năm 1980, trú tại huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, để điều tra xác minh làm rõ hành vi trộm cắp dây kim loại chống xét của các cột đèn trên đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng. Theo đó, khoảng 23 giờ ngày 7 tháng 11, Tổ tuần tra công an xã Thanh Hồng do Trung tá Nguyễn Đức Dũng, trưởng công an xã, làm tổ trưởng, đến đoạn đường gom cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, địa phận thôn Nhang Bầu, xã Thanh Hồng, huyện Thanh Hà, thì phát hiện đối tượng Tùng đang sử dụng kìm cộng lực để cắt dây kim loại chống xét của các cột đèn trên cao tốc Hà Nội-Hải Phòng. Khi phát hiện công an, đối tượng định bỏ chạy nhưng đã bị tổ tuần tra bắt giữ. Khám xét trong người đối tượng thu giữ một ống bơm kim tim bên trong có chứa chất bột màu trắng, nghi là heroin, một ống nước thủy tinh bên trong có chất lỏng màu trắng. Một đoạn dây đồng trần M10 dài 50m, đường kính 0,4cm, một kim sắt và một đèn pin. Theo lời khai của Tùng, chất bột màu trắng là ma túy heroin cất giấu để sử dụng. Công an xã Thanh Hồng đã báo cáo lãnh đạo công an huyện Thanh Hà, chỉ đạo lập biên bản, bắt người phạm pháp quả tang, niêm phong vật chứng bàn giao cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tiếp tục đấu tranh xử lý. Lại xảy ra một vụ hành hung cán bộ y tế trong bệnh viện, trong lúc chuẩn bị thăm khám cho một bệnh nhi, nữ điều dưỡng đã bị người nhà bệnh nhân hành hung ngay tại phòng cấp cứu của bệnh viện Đa khoa Medic Bình Dương, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Sự việc được camera của bệnh viện ghi lại, mời quý vị cùng lắng nghe theo lãnh đạo bệnh viện đa khoa Medic Bình Dương, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, sự việc xảy ra vào chiều ngày 8 tháng 11. Lúc này, một gia đình gồm ba mẹ và người chú đưa bé trai 2 tuổi bị sốt đến bệnh viện thăm khám. Trong lúc nữ điều dưỡng trưởng NTB tên viết tắt chuẩn bị khám cho bé thì bất ngờ bị người chú bệnh nhân xô đẩy, dùng tay đánh mạnh vào vùng vai khiến chị B ngã về phía trước. Thấy vậy, một số người đến can ngăn, còn thấy nữ điều dưỡng B thì bản thân cô và người nhà bệnh nhân trước đó không có mâu thuẫn. Bệnh nhi từng được đưa vào viện khám vài lần trước đây với triệu chứng sốt và được khám bệnh bình thường. Đến chiều cùng ngày, khi ba mẹ đưa bé vào bệnh viện thì người chú cũng đi vào. Khi chưa kịp khám thì người này có hành vi kể trên. Ngày 9 tháng 11, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết đã nắm thông tin vụ việc nữ điều dưỡng một bệnh viện tư nhân trên địa bàn bị người nhà bệnh nhân hành hung. Bệnh viện đang phối hợp với cơ quan công an để xử lý vụ việc này liên quan đến vụ việc này bà trần ngọc hiền giám đốc bệnh viện đa khoa medic cho biết bệnh viện đã phối hợp với công an phường phú cường mời các bên liên quan lên làm việc để xử lý theo báo cáo thời điểm xảy ra vụ hành hung nữ điều dưỡng và người nhà bệnh nhân chưa có bất kỳ giao tiếp nào trước đó để dẫn tới mâu thuẫn nữ điều dưỡng cũng không hiểu lý do vì sao bị hành hung trong khi đang thực hiện đúng quy trình thăm khám bệnh lãnh đạo sở y tế tỉnh bình dương cho hay việc hành hung nhân viên y tế tại bệnh viện như trên là đáng lên án theo quan điểm của ngành y tế thì đây là hành vi nghiêm trọng cần phải xử lý nghiêm. Tiếp tục chương trình là một câu chuyện đáng quan tâm. Thưa quý vị, nghị trường Quốc hội đang nóng lên với nhiều vấn đề gây bức xúc trong xã hội, trong đó có hoạt động đấu thầu. Trong phiên họp thảo luận về công tác phòng chống vi phạm, tội phạm và phòng chống tham nhũng tiêu cực, qua theo dõi các vụ án vụ việc liên quan đến hoạt động đấu thầu thời gian qua, đại biểu Nguyễn Thị Thủy, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Cạn đã chỉ ra các chiêu trò lách luật phổ biến trong hoạt động đấu thầu. Cụ thể đó là những chiêu trò mánh khóe gì? Chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung chi tiết trong tiểu mục Nóng trên mặt báo. Tiểu mục Nóng trên mặt báo. Chiêu trò thứ nhất là tình trạng chia nhỏ các gói thầu để áp dụng hình thức chỉ định thầu. Luật đấu thầu đã quy định các trường hợp được chỉ định thầu, quy định các hạng mức để được áp dụng chỉ định thầu, loại dưới 100 triệu, dưới 500 triệu và dưới 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, tình trạng chia nhỏ các gói thầu để áp dụng hình thức chỉ định thầu diễn ra rất phức tạp trên thực tế và đã được thể hiện trong nhiều kết luận thanh tra, kết luận điều tra các vụ án, vụ việc. Đại biểu lấy ví dụ về một trường hợp được nêu nhiều trong thời gian vừa qua liên quan đến một bệnh viện đa khoa của tỉnh. Kết luận thanh tra của tỉnh đã chỉ rõ là tổng giá trị hàng hóa mua sắm chỉ hơn 95 tỷ đồng, nhưng giám đốc bệnh viện đã ban hành tới 1.165 quyết định chỉ định thầu, với giá trị của mỗi gói thầu đều dưới 100 triệu đồng. Chiêu trò thứ hai được đại biểu Nguyễn Thị Thủy nêu là cài cắm các điều khoản hướng thầu để cài thầu quen, chèn thầu lạ. Đại biểu phân tích, quy định về hồ sơ mời thầu là để nhằm chọn được những nhà thầu tốt nhất đáp ứng yêu cầu đặt ra. Tuy nhiên, nếu có ý đồ thì đây lại chính là những chốt chặn để loại bỏ những nhà thầu không mong muốn. Đại biểu Nguyễn Thị Thủy cũng chỉ ra chiêu trò thiết lập liên minh quân xanh, quân đỏ để thông thầu, vây thầu mánh quân xanh quân đỏ rất cổ điển nhưng áp dụng hiệu quả ở mọi thời. Muốn cho quân của ta trúng thì thêm vài quân xanh vào múa phụ họa ra vẻ đấu gắt lắm nhưng kết quả đã có trước đó. Và hệ lụy của tình trạng quân xanh quân đỏ này khiến dư luận nghi ngại, khiến cho những doanh nghiệp làm ăn chân chính không được cạnh tranh một cách sòng phẳng và mất đi cơ hội đầu tư kinh doanh. Đặc biệt, nghiêm trọng đó là mất đi tiền của của nhà nước và để lại những công trình, dự án kém chất lượng chiêu trò thứ tư được đại biểu Nguyễn Thị Thủy nêu là tình trạng mốc ngoặt với thẩm định giá để nâng khống giá trị gói thầu. Từ các vụ án vừa qua cho thấy nếu chỉ nhìn vào hồ sơ thì tất cả đều đúng quy trình. Chỉ khi đi sâu vào pha án thì mới phát hiện được sự mốc ngoặt một cách tinh vi giữa chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, đơn vị thẩm định giá và đơn vị trúng thầu đã thổi giá tăng gấp nhiều lần so với giá trị thực thông qua các chứng thư thẩm định. Đại biểu lấy ví dụ về vụ án tại bệnh viện Tim Hà Nội, giá của mỗi một stent nhập khẩu từ Ấn Độ về chỉ từ 8 đến 11 triệu đồng nhưng giá thẩm định và giá trúng thầu đã vọt lên 36 đến 42 triệu đồng một stent, tức là tăng từ 28 đến 31 triệu đồng. Đến nay, cả tổng giám đốc và phó tổng giám đốc của đơn vị thẩm định giá đều đã bị khởi tố. Theo đại biểu Nguyễn Thị Thủy, công khai sẽ được xem là giải pháp của mọi giải pháp, sẽ rất hữu hiệu để khắc phục tình trạng đi đêm trong đấu thầu vừa qua. Pháp luật hiện hành trong từng công đoạn đấu thầu đã có một số quy định về công khai nhưng chưa chặt chẽ, thậm chí còn những khoảng trống, kẻ hở dẫn đến việc có thể lách luật như trong thời gian vừa qua. Vâng thưa quý vị, các chiêu trò mánh khóe mà chúng ta vừa nêu trên thực tế đã được áp dụng để rút ruột tiền của nhà nước, thậm chí kinh khủng hơn chính là phá hoại. Các doanh nghiệp có năng lực bị loại, còn những kẻ yếu kém lại lọt vào làm bậy, làm bạ, chậm tiến độ, công trình kém chất lượng. Rất nhiều công trình kéo dài, trễ hẹn, đội vốn là vì những kẻ phá hoại này đây. Trong những vụ án tham nhũng gần đây có nhiều vụ liên quan đến đấu thầu. Vấn đề đặt ra bây giờ chính là xây dựng các quy định của pháp luật đủ chặt chẽ để ngăn chặn, hạn chế loại trừ các loại mánh khóe đấu thầu. Bởi lẽ để bắt được tội phạm loại này vào tù thì nhà nước xã hội cũng đã thiệt hại quá nhiều rồi. Và thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi xin khép lại nội dung này của tiểu mục nóng trên mặt báo. Tiếp tục chương trình là thông tin về đời sống xã hội dân sinh đáng chú ý trong tiểu mục Đông Tây chuyển động. Tiểu mục Đông Tây chuyển động. Thưa quý vị, những ngày này nhiều nơi ở miền Bắc đang bước vào vụ gặt lúa, cùng với đó là tình trạng đốt rơm rạ khiến không khí bị ô nhiễm ngột ngạt, thậm chí còn ảnh hưởng tới an toàn bay của các hãng hàng không. Vâng ạ, à. những cục khói mịt mù do việc đốt rơm rạ không chỉ gây ô nhiễm mà còn có thể làm hạn chế tầm nhìn của phi công, đe dọa tới sự an toàn của các chuyến bay bởi khu vực này gần sân bay Nội Bài. Theo ghi nhận của phóng viên, những ngày qua tại các thửa ruộng xã Quang Tiến và xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, tình trạng người dân gom rơm rạ thành đống rồi đốt lại tiếp tục tái diễn, khói bốc lên nghi ngút trên nhiều cánh đồng, thế nhưng những người nông dân vẫn không thừa nhận có chuyện đốt rơm rạ ở làng mình. Một người dân ở Hà Nội cho biết không có ai đốt mình thế nào cả nàng đây không ai đốt cả người dân ở xã Quang Tiến huyện sóc sơn hà nội cho biết ở đây thì người ta đốt dơm dạ cũng khá là nhiều và em cảm thấy không khí bị ô nhiễm hơi nhiều à, nếu mà vào mùa ấy người ta đốt nhiều ấy mình đi cảm thấy không nhìn thấy đường cũng rất khó chịu ạ luật sư nguyễn thế truyền công ty luật hợp danh thiên thanh nói đối tượng mà chúng ta sẽ xử phạt trong những hành vi này đó chính là những người nông dân một nắng hai xương thu nhập không hề cao 2 triệu đến 3 triệu lại là một cái khoản phạt rất rất lớn đối với rất nhiều nhà nông dân khu vực đường khu vực sân bay có lẽ những xã những địa phương tại cấp cơ sở khu vực đó sẽ phải có những cái khuyến cáo giáo dục tuyên truyền với người dân khu vực đó nhiều hơn với các khu vực bình thường khác cảng vụ hàng không miền Bắc cho biết Việc đốt rơm rạ tiềm ẩn nguy cơ gây uy hiếp trực tiếp đến hoạt động bay tại cảng hàng không quốc tế nội bài tôi đã nhiều lần đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn Hà Nội tăng cường các biện pháp ngăn chặn. Thế nhưng cứ sau mỗi vụ thu hoạch lúa, khói bụi từ đốt rơm rạ vẫn cuộn bốc lên không trung, đe dọa an toàn của các chuyến bay. Chuyển sang những câu chuyện độc đáo thú vị đáng chú ý. Thưa quý vị, sau 2 ngày tranh tài quyết liệt, giải đua ghe ngò tỉnh Sóc Trăng lần thứ 5, khu vực đồng bằng sông Cửu Long năm 2022 đã chính thức khép lại trong niềm hân hoan của hàng ngàn khán giả. Đây là một trong những hoạt động hấp dẫn trong lễ hội Ốc Âm Bốc được tổ chức trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng bào Khmer Nam Bộ năm 2022. Đáng chú ý, giải đua ghe ngò tỉnh Sóc Trăng lần thứ 5 có số đội và số vận động viên tham gia cao kỷ lục so với những lần tổ chức trước đây. Chị Trần Thị Huyền là một trong hàng trăm người phụ nữ tham gia giải đua ghe ngò Sóc Trăng nằm trong khuôn khổ lễ hội Ốc Âm Bốc năm 2022 với số vận động viên trên 5.000. Giải đua ghe ngò năm 2022 được xem có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, trong đó số lượng vận động viên nữ tham gia hơn 700 người cũng được xem là nhiều nhất từ trước đến nay. Giải đua ghe ngò Sóc Trăng năm 2022 có 54 đội tham gia, trong đó có 9 đội nữ đến từ 7 tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Các đội nam tranh tài ở cự ly 1.200m và các đội nữ tranh tài ở cự ly 1.000m. Kết quả vào chiều ngày 8 tháng 11, đội nữ đoạt giải nhất thuộc về đội Ô Chum, thị xã Ngã Năm, Sóc Trăng và đội nam đoạt giải nhất thuộc về đội Quách Bích, thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng với mức thưởng lần lượt là 200 triệu đồng và 150 triệu đồng đua ghe ngò là phần hấp dẫn nhất trong lễ hội Ốc Âm Bốc, là một trong lễ hội lớn của người Khmer trong năm. Quý vị thân mến, được gọi là siêu bò vì kích thước khổng lồ và khối lượng cơ bắp cuồn cuộn nổi lên. Giống bò ba b viết tắt của tên gọi Blanc Blue Belgium, còn được biết đến là giống bò cơ bắp, khiến nhiều người ngạc nhiên khi lần đầu biết đến. Mới đây, thành phố Hà Nội đã hợp tác với một doanh nghiệp Bỉ để phát triển giống bò cơ bắp này tại nước ta. Wow, vậy là bò cơ bắp siêu to sắp có mặt tại Việt Nam. Ngay bây giờ mời quý vị cùng tìm hiểu về giống bò có kích thước khủng này nhé. Trang thông tin chính phủ ngày 5 tháng 11 đang thông tin, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Bỉ, đoàn công tác xúc tiến đầu tư thương mại du lịch thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền làm trưởng đoàn đã tới thăm và làm việc với công ty giống gia súc Belgimes, GA Belgimes của Bỉ tại vùng Wallonia, vùng nói tiếng Pháp. Ngay tại trại bò, đại diện công ty cổ phần giống gia súc Hà Nội và đại diện công ty Belgimes đã ký kết biên bản thỏa thuận về tiếp tục hợp tác hoàn thiện quy trình chuyển giao giống bò 3B sang Việt Nam và nhập tinh phôi giống bò này nhằm tiếp tục cải tạo đàn bò của Hà Nội và các tỉnh khác của vùng đồng bằng sông Hồng. Bò 3B là giống bò có đặc điểm ngoại hình da loang lỗ màu trắng xen xanh xám, cơ bắp phát triển, đặc biệt là vùng đùi sau và phần cơ mông, chuyên nuôi để lấy thịt, được lai tạo từ năm 1919. Lúc trưởng thành, con đực nặng 700 đến 800 kg, con cái nặng 600 đến 700 kg và sau 3 đến 4 năm có con nặng tới 1,4 tấn. Với điều kiện tự nhiên của nước ta rất phù hợp với nuôi bò. Việc hợp tác đưa những giống bò siêu cơ bắp sẽ góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm thịt bò trong nước, đảm bảo các tiêu chuẩn xuất khẩu. Những sự việc câu chuyện đáng chú ý xảy ra trên thế giới sẽ tiếp tục chương trình. Thưa quý vị, giải độc đắc Powerball kỷ lục nước Mỹ đã tìm được chủ nhân của nó rạng sáng ngày 9 tháng 11 theo giờ Việt Nam tại bang California, nơi có nhiều người Việt sinh sống. Đây là giải thưởng lớn nhất trong lịch sử nước này khi số tiền thắng đã vượt mốc 2 tỷ đô la Mỹ. Đồng thời chỉ duy nhất một người đã trúng giải thưởng lớn nhất từ trước đến nay trong lịch sử sổ số Mỹ. Giải sổ số, số Baobo ngày 8 tháng 11 đã tìm ra giải số chiến thắng giải độc đắc trị giá 2,04 tỷ đô la Mỹ, tức hơn 50.000 tỷ đồng Việt Nam. Diễn biến này đã khép lại chuỗi 40 kỳ rút thăm không tìm được người chiến thắng và đẩy giải thưởng lên mức cao kỷ lục tại Mỹ. Tấm vé trúng thưởng được bán ra ở một cơ sở tại Atta Delta, bang California, hiện chưa rõ danh tính của người chiến thắng. Người này sẽ đứng trước hai lựa chọn là nhận ngay lập tức khoản tiền mặt trị giá 997,6 triệu đô la Mỹ, tức hơn 24.000 tỷ đồng Việt Nam trong một lần hoặc nhận tiền trong 29 năm, mỗi năm thanh toán một phần. Được biết xác suất để trúng được giải số chiến thắng 10 33 41 47 56 và số Powerball 10 là 1 trên 292,2 triệu. Một trong những trò chơi mang lại cảm giác mạnh được nhiều thanh thiếu niên ưa thích là trò đua quay tốc độ cao. Thế nhưng trò chơi này cũng mang lại rủi ro nguy hiểm. Mới đây, những người đứng phía dưới bàn hoàng chứng kiến cảnh tượng, nam thiếu niên bất ngờ bị văng khỏi ghế ngồi khi đang chơi trò chơi. Cơ thể nạn nhân bị đập mạnh vào hàng rào thép gần đó trước khi rơi xuống đất. Toàn bộ sự việc hải hùng đã được người chứng kiến ghi lại. Vụ việc xảy ra mới đây tại một hội chợ ở thành phố Udaneta thuộc tỉnh Bangasinan của Philippines. Tiếng cười nói phấn khích vang lên trong video khi vòng quay bắt đầu tăng tốc để tạo cảm giác mạnh cho người chơi. Tuy nhiên trong phút chốc, tiếng cười ban đầu chuyển sang thành la hét khi mọi người nhìn thấy người chơi bị văng ra khỏi ghế ngồi và rất mạnh vào hàng rào thép gần đó và rơi xuống đất bất tỉnh. Nạn nhân được xác định là Mark Fajardo, 13 tuổi. Người dân có mặt tại hiện trường đã nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Dù may mắn sống sót, nhưng theo gia đình của Fajardo, nam thiếu niên đã phải trải qua các phẫu thuật để cắt bỏ một lá phổi do bị tổn thương nghiêm trọng sau lần va đập mạnh. Trong phần tiếp theo của 24 giờ chuyển động, ngã ra đường sau khi va chạm giao thông. Một người phụ nữ bị xe đầu kéo cán tử vong. Tiểu mục chuyện ngày mới, du khách thích thú trải nghiệm quy trình làm hồng treo gió, giá bán gần nửa triệu đồng một ký tại thành phố Đà Lạt. Câu chuyện đáng quan tâm mà chúng tôi muốn chia sẻ tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay có liên quan đến chế độ quyền lợi dành cho các chức danh không chuyên trách cấp xã miền núi. Thưa quý vị, cần thiết phải tăng phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách ở xã thôn. Đây là vấn đề đại biểu Quốc hội đặc biệt quan tâm chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ khi đứng trước thực tế quy mô dân số diện tích tự nhiên tăng, số lượng cán bộ thì giảm, làm tăng khối lượng công việc cũng như áp lực cho cán bộ không chuyên trách ở xã thôn, trong khi chế độ phụ cấp vẫn được thực hiện như trước khi sáp nhập. Riêng Lào Cai, một tỉnh miền núi biên giới, giao thông đi lại khó khăn, một số hủ tục lạc hậu vẫn chưa được xóa bỏ hoàn toàn tại các thôn bản vùng cao, thì các cán bộ không chuyên trách càng phải chịu lượng công việc vất vả, áp lực hơn để hoàn thành nhiệm vụ là cầu nối giữa chính quyền với người dân. Câu chuyện được phản ánh cụ thể trong phóng sự sau đây. Mời quý vị cùng lắng nghe. Tiểu mục Cà phê không đường Năm 2020, chị Phờ Minh Thủy, thôn Tả Chư Phùng, xã Tung Trung Phố nhận nhiệm vụ phụ trách chi hội phụ nữ thôn. Gần 3 năm gắn bó với công việc, dù không có phụ cấp nhưng chị vẫn dành nhiều tâm huyết cho công việc. Tuy nhiên, lượng công việc của chị ngày càng trở nên nặng nề hơn với việc năm 2021. Thôn Tả Chư Phùng mở rộng diện tích sắp nhập thêm thôn Di Thàng. Chị Phần Minh Thủy, chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Tả Chư Phùng, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai cho biết. Vì nếu mà dùng loa thì cũng không thể phát được một lúc cả 4 năm khu dân được. Nên là em thường thì sẽ phải gọi điện trực tiếp từng chi uh, uh, hội một uh, các chị một uh, để các chị nhờ các chị đi thông báo nên là cũng rất là khó khăn. cũng rất là muốn là Đảng và chính phủ được uh, hỗ trợ một phần nào đấy kinh phí để mà em có ít tiền xăng uh, xe. Ông Trần Quang Thảo, Bí thư Đảng ủy Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Tùng Trung phố, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai nói: Ở cấp thôn ấy, cán bộ công trách ấy như là cái chức danh bí thư đoàn hội phụ nữ hội nông dân. Và một số tổ chức trị khác là không có phụ cấp. Nên là cái công việc của họ vẫn tham gia thực hiện bình thường, nhưng mà rất là rất là khó khăn. Thì tới đến tới là cũng đề nghị Đảng nhà nước quan tâm là có hỗ phụ cấp để hỗ trợ cho họ. Năm 2016, chị La Thị Viên được người dân thôn Vinh Một, xã Võ Lao tín nhiệm bầu làm chi hội trưởng chi hội phụ nữ, kiêm bí thư chi đoàn. Công việc thì vẫn dành nhiều tâm huyết, nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn và bản thân cũng không có phụ cấp, nên chị Viên đành phải viết đơn xin nghỉ việc. Chị La Thị Viên, xã Võ Lao, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, cho biết. Sinh hoạt của gia đình, ấy, ông bà thì già không có ốm đau bệnh tật suốt, mà có 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 mỗi chồng là đi làm thôi nên là em cũng cảm thấy là nó không theo được bên thôn bản nữa. Theo thống kê thì riêng huyện Văn Bàn có đến 224 người hoạt động không chuyên trách xin nghỉ việc. Phần lớn trong số này là những người trẻ tuổi, có năng lực và đủ điều kiện đào tạo trở thành cán bộ nguồn tại cơ sở. Bà Mã Én Hằng, Phó trưởng dân tộc tỉnh Lào Cai chia sẻ. Đối với tỉnh Lào Cai thì chúng tôi cũng có một cái giải pháp đó là các cấp các ngành tạo những cái điều kiện hết sức là cụ thể để cho đội ngũ này hoạt động thì từ cái các cái hoạt động này thì các cái chức danh rồi các cái cán bộ người không hưởng lương ấy sẽ sẽ có sẽ được hưởng một số những cái thù lao khi mà tổ chức các cái hoạt động này ở tại cơ sở Đấy, trước mắt thì như vậy Lực lượng cán bộ xã, cán bộ thôn là lực lượng hết sức quan trọng trong việc phổ biến, tuyên truyền vận động và tổ chức thực hiện các chương trình chính sách dân tộc một cách cụ thể nhất đến với đồng bào dân tộc thiểu số. Có mức hỗ trợ phụ cấp là điều kiện cần thiết để tạo động lực giữ họ gắn bó với công việc đặc biệt trong giai đoạn Lào Cai đang thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi là đòi hỏi sự chủ động rất lớn của nhân dân. Tiếp theo chương trình là phần tin nóng được chúng tôi cập nhật. Mời quý vị tiếp tục lắng nghe. Tin nóng. Một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng vừa xảy ra tại tỉnh Bắc Ninh, trong lúc đổ trần tầng 1 công trình xây dựng tại thành phố Bắc Ninh, dàn giáo bất ngờ đổ sập khiến một người tử vong, một người bị thương. Vụ việc xảy ra vào sáng ngày 8 tháng 11 tại đường Hồ Ngọc Lân, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Theo đó, vào thời điểm trên, công nhân đang thi công đổ bê tông trần tầng 1 ngôi nhà của hộ dân trên đường Hồ Ngọc Lân, bất ngờ dàn giáo bị sập lúc này nhiều người chạy ra ngoài kịp nhưng có hai người mắc kẹt bên trong và bị giàn giáo đè bước đầu xác định một người tử vong và một người bị thương ngay sau khi xảy ra vụ việc các lực lượng chức năng gồm lãnh đạo thành phố bắc ninh cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bắc ninh công an thành phố bắc ninh công an phường kinh bắc lực lượng bảo vệ dân phố tự vệ nhanh chóng có mặt tại hiện trường cứu nạn cứu hộ đưa người bị nạn ra khỏi đống mắc kẹt đi cấp cứu, phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Một vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Sau va chạm với xe máy chạy cùng chiều, người phụ nữ ngã xuống đường quốc lộ 1 và bị xe đầu kéo lao đến cán tử vong. Khoảng 15 giờ ngày 8 tháng 11, người phụ nữ lái xe máy mang biển số 62N41032 trời quốc lộ 1 hướng Nguyễn Văn Linh về cầu Bình Điền khi cách giao lộ Nguyễn Hữu Trí, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh khoảng 100 m người này va chạm với xe máy chở theo một số thanh kim loại chạy cùng chiều rồi té xuống đường. Lúc này, xe đầu kéo chở theo cuộn thép mang biển số 50H18877 chạy từ phía sau lao tới, không xử lý kịp, cán người phụ nữ tử vong tại chỗ. Cơ quan chức năng huyện Bình Chánh đã đến xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác, thưa quý vị, vào khoảng 2 giờ 20 phút ngày 9 tháng 11, tại xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, xảy ra vụ hỏa hoạn thiêu rụi 4 căn nhà dân và làm hư hỏng 2 căn liền kề. Liên quan đến vụ cháy lớn vào lúc rạng sáng tại Cà Mau, sau khi nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã có mặt kịp thời, nhưng gần 1 giờ sau thì đám cháy mới được dập tắt. Bốn căn bị thiêu rụi là những hộ kinh doanh mua bán hàng điện tử, điện thoại, buôn bán gạo, dụng cụ câu cá, gia công mua bán đồ nhôm và làm tóc trang điểm cô dâu. Nguyên nhân ban đầu xác định là do bị chập điện dẫn đến hỏa hoạn, rất may là không thiệt hại về người. Sau khi xảy ra vụ cháy, lãnh đạo địa phương đã có mặt kịp thời động viên chia sẻ với người dân và hỗ trợ cho hộ bị cháy hoàn toàn 5 triệu đồng, hộ bị thiệt hại 3 triệu đồng. Ngày 8 tháng 11 Mạng xã hội lan truyền một số đoạn clip ghi lại cảnh một phụ nữ đến các tiệm giặt ủi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh gian cảnh rồi lợi dụng sơ hở của nhân viên để trộm tài sản. Các nạn nhân cho biết, sau khi sự việc xảy ra vẫn chưa trình báo cho cơ quan chức năng. Đoạn clip sau đó xuất hiện trên mạng xã hội với mục đích để người dân cảnh giác. Liên quan đến đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một người phụ nữ đến các tiệm giặt ủi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh gian cảnh rồi lợi dụng sơ hở của nhân viên để trộm tài sản. Cụ thể, vào ngày 5 tháng 11, Người phụ nữ đến một tiệm giặt ủi ở đường Nguyễn Văn Mai, phường Võ Thị Sáu, quận 3. Tại đây, người này đã giả vờ hỏi giá cả dịch vụ giặt ủi quần áo. Lúc này tiệm chỉ có chị NTNQ, tên viết tắt 26 tuổi, chủ tiệm và nhân viên. Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy, lợi dụng sơ hở, người phụ nữ trên đã nhanh chóng giấu chiếc điện thoại của nhân viên đang để trên bàn vào người, rồi lập tức phóng xe bỏ chạy. Lúc này, nạn nhân phát hiện vụ việc nên truy hô đuổi theo dừng bất thành nạn nhân cho biết chiếc điện thoại bị mất có giá trị hơn 5 triệu đồng vừa mua cách đây không lâu. Trước đó, vào khoảng 18 giờ ngày 4 tháng 11, người phụ nữ trên cũng dùng thủ đoạn tương tự để trộm điện thoại của nhân viên ở một tiệm giặt ủi nằm trên đường Đặng Văn Ngữ, phường 14, quận Phú Nhuận. Nạn nhân cho biết chiếc điện thoại bị mất có giá trị hơn 10 triệu đồng. Nhắc tới thành phố Đà Lạt mùa này thì Ngự Bình sẽ nghĩ tới điều gì hoặc là nghĩ đến món ăn đặc sản nào nè? À, mùa này thì có hồng treo gió nè, đây phải nói là một trong những đặc sản ngon nhất của xứ Sương Mù Đà Lạt đó. Đúng vậy, mặc dù có giá bán khá cao, nhưng mà du khách khi đến với thành phố Đà Lạt tham quan nghỉ dưỡng thì vẫn muốn trực tiếp trải nghiệm quy trình làm hồng treo gió rất khắc khe và mua về làm quà. Tiểu mục chuyện ngày mới hôm nay, mời quý vị cùng đến với thành phố Ngàn Hoa để tìm hiểu quy trình làm hồng treo gió đặc sản ngon nước tiếng Đà Lạt quý vị nha. Tiểu mục chuyện ngày mới Hồng treo gió từ món ăn dân dã, giờ đây đã trở thành đặc sản của thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Hồng trao gió Đà Lạt được du khách đến tham quan nghỉ dưỡng rất yêu thích, đặc biệt là được tham quan trải nghiệm quy trình chế biến rất khắc khe của món ăn này. Hồng trao gió được người dân Đà Lạt bắt đầu làm từ giữa tháng 9 đến tháng 12 hàng năm. Những trái hồng đã già, đủ lượng đường sẽ được thu hoạch về để sơ chế, gọt vỏ, vô trùng và được đưa ra treo ở điều kiện trời nắng ráo, Nhiệt độ ngoài trời từ 25 đến 30 độ Và kéo dài khoảng 3 tuần Tới khi khô Chị Lê Thị Thu Thủy, du khách đến từ Hà Nội Nói à, Mình đến từ Hà Nội thì thực tế là mình cũng được ăn hồng treo gió rất là nhiều lần rồi tuy nhiên là đều là do bạn bè mình ở trong đà lạt các bạn gửi ra thì lần này có dịp đến du lịch ở đà lạt thì mình cũng thực sự là rất là muốn được trải nghiệm thực tế cái quy trình làm hồng treo gió và thưởng thức tận nơi thì hôm nay thì mình cũng đến thăm vườn hồng lễ vân thì vườn hồng lễ vân là một vườn hồng rất là nổi tiếng trên mạng xã hội rồi và mình cũng đã từng thưởng thức hồng treo gió của Lễ Vân Thế thì hôm nay mình muốn đến đây để trải nghiệm thực tế Lúc nãy là mình đã thăm vườn hồng Và bây giờ là vào đây là thăm cái nhà sản xuất hồng treo gió Thì mình cũng đã nếm thử và rất là ngon Theo bà Đặng Thị Thu Vân, chủ cơ sở hồng treo gió Lễ Vân Ở phường 10 thành phố Đà Lạt Hồng sấy lò truyền thống có giá từ 200 đến 250.000 đồng một kg thì hồng sấy gió theo công nghệ Nhật Bản được bán từ 400 đến 420.000 đồng một kg nhưng không có đủ hàng để cung cấp cho thị trường do thời điểm gần Tết nhu cầu tiêu thụ lớn. Hồng treo gió khi được treo ở điều kiện tự nhiên sẽ giữ được hương vị, màu sắc ban đầu. Đặc biệt, sản phẩm này khi hút chân không sẽ bảo quản được trong thời gian từ 6 đến 7 tháng sau. Chị Nguyễn Thị Lan Anh, đại diện cơ sở Hồng Treo Gió Lễ Vân, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, cho biết. Vào thường là đầu mùa hồng á, thì bên em sẽ sử dụng là loại hồng trứng. Ừ, nó giống giống như vậy nè chị nè. Còn khi mà hết mùa hồng trứng rồi thì sẽ chuyển qua treo bằng hồng vuông à. ạ. Dạ, đầu tiên là mình sẽ vệ sinh trái hồng cho nó sạch cái lớp bụi bên ngoài. Sau đó là sẽ làm sạch cuốn, gọt vỏ và xử lý nhiệt rồi treo lên vàng rồi đợi khoảng gần một tháng thì hồng sẽ khô ạ. À. bên em á thì cũng không có hẳn là khu tham quan du lịch nhưng mà cũng mở cửa để cho khách đến tham quan vườn hồng để xem và trải nghiệm cái những cái quy trình làm hồng sấy, hồng treo như làm hồng giòn ạ. À. khi mà khách đến nhà em thì thường là cái món người ta thích nhất là hồng treo ạ. À. có mặt tại cơ sở hồng treo lễ vân, phóng viên trực tiếp thấy những trái hồng treo từ khoảng 7 đến 10 ngày sẽ được massage mỗi ngày để chúng mềm đều. Khi đó, phần vỏ bên ngoài đã bắt đầu khô lại, nhưng phần lõi bên trong cần được làm mềm và chảy phần đường ra. Vì vậy, việc massage sẽ giúp hồng treo gió ngon hơn, dẻo hơn khi bán ra ngoài thị trường. Hồng treo gió thì chắc chắn là ai cũng thử qua rồi, thế nhưng được tận mắt để chứng kiến quy trình làm ra món ăn đặc sản và thưởng thức hồng treo gió trong tiết trời xe xe lạnh của Đà Lạt thì thật sự rất thú vị đúng không ạ? À? Đúng vậy, từng quả hồng treo như ngậm đầy nắng gió của xứ sở ngàn hoa, trong thời tiết xe lạnh mà được suýt xoa bên tách trà nóng và thưởng thức một đĩa hồng treo thì còn gì bằng phải không nào? Và thưa quý vị, câu chuyện thú vị này cũng đã khép lại chương trình 24 giờ chuyển động ngày hôm nay. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe và đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại.